Xin chào các bạn xem video nhé. Video sẽ hướng dẫn các bạn là cách trị phân trắng hiệu quả cao nhất. Một số bác đã gọi điện cho tôi, đó là tôi làm video hướng dẫn trị phân trắng đạt hiệu quả cao. Thì bệnh phân trắng là một loại bệnh cũng rất là nguy hiểm cho cây trồng các bạn và gây cho mất mùa, rụng trái. Bệnh phân trắng thường xuất hiện vào cái giai đoạn mà lúc mưa xong các bạn, mưa xong ngày hôm sau nắng ấy. Nắng khoảng 2-3 ngày là phân trắng phát triển rất là mạnh, và phân trắng thường phát triển trong phía trong tán cây các bạn, phía trong mà nó bị tối ấy. Phân trắng nó phát triển mạnh, nhiều bác không để ý nên là trị thuốc gian thơ nó cũng không hết được, phân trắng phải thuốc đặc trị thì nó hiệu quả mới cao. Mùa mưa thì thân thư xuất hiện nhiều, mùa nắng thì bệnh phân trắng các bạn xuất hiện mạnh nhất là giữa giai đoạn là vừa hết mưa chuyển sang nắng là phân trắng phát triển mạnh. Kết hợp giữa Anvin 1 lít và Sumia Nhật Bản 100g, 3 gói 100g này cộng 1 lít Anvin, các bạn pha cho 3 phi 600 viên nước, xịt kỹ vết bệnh, xịt một tuần thì một lần, xịt khoảng 3 lần cách nhau một tuần thì bệnh phân trắng sẽ khỏi và hiệu quả rõ rệt sau một lần phun. Bệnh phân trắng thì nó sẽ xuất hiện quanh cổ bông các bạn hoặc là ăn lên trái, xuất hiện vòng tròn như vậy thì các bạn phải xịt kỹ, xịt theo hướng vòng tròn, xịt vào mặt trên mặt dưới thì nó mới khỏi bệnh, nó mới nhanh được. Chúng ta lên xịt 2-3 lần tại vì phân trắng phát triển rất là nhanh, gây cho thối bông thối quả, mất năng suất. Các bạn nên hỏi mua những cái thuốc này ở cửa hàng bảo vệ thực vật gần cho các bạn ấy. Mua đúng loại các bạn nhé, hiệu quả sẽ cao nhất. Còn các bạn mà mua loại thành phần tương tự thì nhiều khi chắc nó cao rồi, còn thuốc có phụ gia nữa, đạt hiệu quả cao nhất. Các bạn nếu cho các bạn không có bán thì có thể mua qua shop Anilai, chúng tôi sẽ chuyển phát qua bưu điện cho các bạn dùng thử. Kênh Agri Vlog Agrilai là một kênh chuyên chia sẻ những thuốc hiệu quả cao cũng như kinh nghiệm trong nông nghiệp, và cũng tạo một trang cung cấp thuốc về uy tín đến bà con nông dân. Cảm ơn các bác đã ủng hộ shop. Thấy video hữu ích thì các bạn có thể chia sẻ cho mọi người cùng xem và nhấn ký kênh để ủng hộ tôi. Cảm ơn các bác nhé.